Dũng của đất Phú Yên xin chào hết tất cả nhà anh em đam mê chim cu gáy. Hôm nay mình đưa lên cho anh em xem một con chim đồng khoai thổ nha anh em, mọc hậu. Thì những anh em nào mà ở những vùng mà cần tìm những con chim núi á, ví dụ như những anh em ở dưới đồng bằng miền Tây rồi đó, anh em muốn tìm một con và anh em tập đất, anh em chơi hạt phun ghéo rồi là lập cò, làm kêu là đừng cò nha anh em, hoặc là anh em đi làm bẹo chơi. Nói chung anh em vừa tập gì tập chơi cái hình thức gì anh em chơi, hoặc là anh em muốn giờ đào tạo một con đất gù thật là ác á về thân chim á, lì chim á, thì anh em cứ alo mình, giá thì sinh viên thôi nha anh em. Thì vì sao tại nó mình nói là tập đất hay lồng ghéo, vì nó ở trong ngoài lồng trong lõng gì luôn, nó cũng quen rồi. Con này thì cũng lúc trước là của một ông chú, người ta bắt dính á, rồi bắt giùm cho ổng á, rồi đưa cho ổng là ổng giờ là ổng nuôi dài luôn nè. Cái lồng đây là cái lồng của mình nha anh em, nhưng mà ổng nuôi trong cái lồng hình thức như vậy nè, không có lá không có túi gì đó, thì mình mới sưu tầm và được cũng tiền chè lá thuốc men thôi cho ổng thôi, đem về mình cũng bỏ quầy luôn. Thì anh em những cái vùng mà anh em sơ thích mà chơi đất á, hay chơi lồng ghéo á, thì anh em alo mình. Cái con nó là dạng ly ly lợm rồi, nó gù như cái máy rồi nha anh em, tiếng nó tốt, bộ cườm nó khủng lắm nha anh em, bao nhiêu cũng được á. Thì anh em cứ thích thì mình đỡ sinh viên cho anh em vừa chơi, hay là đỡ móc vườn rộng, có nhiều anh em làm nhà nước rồi đó, thích móc về sân vườn nghe chơi ấy, ai rủ thì sang đi tập đi chơi gì đó cho vui cũng được. Thì alo mình, tiếng nó với độ gù nó thì không suy nghĩ rồi, bộ cườm quá đẹp nha anh em, lồng thì trống lõm luôn. Anh em vừa rất là dở tập, người ta làm cái lồng ghéo mình sờ con bẩu mới bắt thôi, nó mới gù gì hết á, nó cũng kém đâu nó gù miết thôi nha anh em. Nói chung là con này thì không cần con bói gù đâu, nó cứ vậy nó làm miết thôi. Những anh em muốn chơi lập ghéo thì vừa là đi chơi liền, khối cần con bẩu nó vậy nó mất hôn này nè, khối cần tập trồng đồ vậy nha anh em. Thế ra là anh em đi chơi thôi. Chặt lông nó thì là con bối nó mất hồn vậy nha. Chặt lông nó thì hoàng hươm mà nha nè, lì lợm lắm, chung là lì và xiên nha nè. Rất là xiên, ý kế ngay thôi, bộ cơm này lẻ xuống dưới lưng luôn anh em. Lúc trước á, anh bỏ cái lồng trống trống này, nó có sôi sôi mấy cái lông này sơ này, đây anh em vừa nuôi kỹ càng nắng nôi thì thôi, con này nó ngủ nghe cảm giác nha nè, nó dân cơm nó thấy đã thích rồi. Mình đi thì lúc không có hạ thổ phơi nắng nuôi cũng đơn giản thôi, nó cũng không có được nớ con chim. Rồi anh em cứ thích anh em alo mình. Con này thì giá sinh viên, anh em vừa anh em chơi thôi thì mình cũng không cần nói nhiều nha anh em. Rồi, chào anh em.